người sản xuất cả tấn cám viên dinh dưỡng cho vật nuôi mỗi ngày lại trở nên dễ dàng đến thế. Xin chào quý vị bà con đang theo dõi trên kênh Máy Nông Nghiệp Bình Quân. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ trực tiếp báo giá máy ép cám viên S250 của Bình Quân Group. Một chiếc máy mà có thể giúp bà con sản xuất gần 400kg cám viên dinh dưỡng cho vật nuôi. Tác dụng từ nguyên liệu giá rẻ chỉ với mức chi phí 3.000 đồng. Quý vị bà con thân mến, từ xưa đến nay, các hộ chăn nuôi thường bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi bằng cách ném đồ tươi sống cho ăn thẳng trực tiếp hoặc trộn bên ngoài cùng với cám hay là bột cám chăn nuôi. Nhưng với phương pháp đó thì chỉ làm cho vật nuôi nhà mình bị đi ngoài, tỷ lệ dưỡng chất hấp thu không cao, gây lãng phí, thậm chí là gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của vật nuôi. Cho nên quý vị hãy sử dụng phương pháp ép thẳng trực tiếp những loại thức ăn tươi sống như là cua, cá, ốc, rau xanh hay thậm chí là lá kinh giới, tía tô, hương tỏi để phòng và chữa các bệnh thường gặp cho vật nuôi bằng máy ép cám viên S250 của Bình Quân Group nhé. Đây là dòng máy ép cám viên cho năng suất 400kg mỗi giờ làm việc, không chỉ ép được đa dạng nguyên liệu, đã thế lại còn ép được cả những lượng hơi to như là cá cả con. Để bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi, trong quá trình máy hoạt động thì máy sinh nhiệt từ 60 đến 70 độ C, viên cám ép ra có thể cho vật nuôi ăn luôn mà không bị đi ngoài, đảm bảo an toàn sức khỏe cho vật nuôi, giúp vật nuôi hấp thu dễ dàng và tối đa dinh dưỡng vì được phối trộn đều và nén chặt trong từng viên cám. Máy ép cám viên S250 của Bình Quân Group sử dụng động cơ 7,5kW, motor lõi dây đồng 100%, kết hợp với hai quả lô và một mặt sàng tôi bằng công nghệ cao tần hiện đại, đảm bảo cứng hơn thép thông thường, tăng khả năng nghiền ép và nghiền có thể đa dạng các nguyên liệu cho năng suất đạt từ 300 đến 400kg mỗi giờ làm việc. Vứt bỏ dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi thường công kênh, nhiều máy và khá tốn kém. Ép cám viên S250 của Bình Quân Group có chức năng nghiền, trộn, ép tất cả các loại bột cám, hạt nông sản khô như là ngô, thóc hoặc là nông phẩm khô, sắn, khoai mì hay là những nguyên liệu tươi, rau, cua, cá, ốc đều có thể ép luôn trong cùng một quá trình. Ba nạp dạng máng cửa kính lớn giúp bà con có thể nạp được lượng lớn số lượng nguyên liệu đi vào trong buồng làm việc. Quả lô ép quay tròn và tì chặt trên mặt sàng có nhiệm vụ là nghiền và phối trộn nén chặt hỗn hợp thô thành viên cám đẩy xuống khay cửa xạ. Cùng với các mặt sàng đa dạng, bộ phận đĩa cắt có công dụng là điều chỉnh kích cỡ của viên cám to nhỏ, dài ngắn phù hợp với yêu cầu của chủ hộ chăn nuôi. Máy được trang bị cầu hộp số ô tô để giúp duy trì ổn định tốc độ hoạt động của máy. Máy gọn gàng, dễ sử dụng, chất lượng và năng suất cao, đã thế lại rất tiện lợi, di chuyển, phù hợp dùng trong các trang trại chăn nuôi, nhà máy chế biến cám. Quý vị bà con quan tâm đến dòng sản phẩm máy ép cám viên S250 của Bình Quân Group thì hãy liên hệ ngay tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Hiện tại với mức chi phí đầu tư trọn bộ cho chiếc máy này chỉ 21 triệu đồng là quý vị đã có thể sở hữu một chiếc máy ép cám viên tiện ích và năng suất, có thể sản xuất ra hàng tấn cám viên mỗi giờ làm việc. Wow, quý vị bà con thấy không? Quả là tuyệt vời. Chỉ sau vài phút đồng hồ thôi thì Minh Thu đã có được rất nhiều thành phẩm cám viên dinh dưỡng và giá rẻ dành cho vật nuôi rồi ạ. Và quý vị ơi, nếu như mà quý vị bà con quan tâm đến dòng sản phẩm máy ép cám viên S250 của Bình Quân Group chúng tôi thì hãy nhanh tay liên hệ ngay tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để nhận tư vấn 24/7, báo giá cụ thể cũng như là hỗ trợ đặt mua dòng sản phẩm máy ép cảm biến S250. Cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.